Đà Lạt về. Quay tôi. Dạ ôi, về. Về đến Đà Lạt về đúng không? Từ từ Đà Lạt về coi Hồng Loan thấy thương quá. Dạ. Rồi cái lên nó quyết tâm phải lại đây. Chưa có muốn ủng hộ về Hồng Loan không? Có. Chị mua nhiều luôn mà nói muốn mua gì thì cứ mua, mấy nhỏ cháu muốn mua gì cứ mua, chị trả tiền. Tôi thấy Hồng Loan thấy thương quá. Dạ. Ê, cái của cải này của ba anh ta nè, không có được vui gì dành cái kiểu đó là mất lịch sự vậy. Con người không có ăn học mới dành cái kiểu đó. Dạ. Chị nói thiệt. Chị về Hồng Loan chị về hôm nào chị? Chị về bữa chính tay. Chính tay. Thấy Hồng Loan thấy thương quá nên chị nói không, nhất quyết chị phải về. Dạ. Đáng lẽ là hôm nay trời nắng chị mới về sớm. Dạ. Chị tính tới Tết mới về nhưng mà không, sợ cái cuộc này nó qua là chị không có về kịp. Dạ. Chị nói phải về mới được. Dạ. Bây giờ ủng hộ Hồng Loan mới được. Trời chị, thấy thương quá. Chị ở nước nào về chị? Ở Đài Loan. Đài Loan. Trời ơi, chồng chị chết à, để mấy căn nhà là có ông cũng có con luôn nha. Người ta không có được quyền vô dành luôn nè, chung một họ luôn mà không có được dành nha. Là để hết cho chị với con chị. Dạ. Là không có được ai dành nước Hồng Loan luôn. Cái đó là không có cùng họ. Không có cùng họ, còn em ổng á. Tí là cùng họ nhưng mà sức giá là tùng phu, không có được về gì dành của riêng của người ta. Chứ mà... dành cái chỗ đó là không có mất lịch sự. Hôm không nay... có ăn học mất lịch sự. Hôm nay là chị cầm 1 triệu để mua hàng gì đó chị? À, mua đủ thứ hết. Dạ. Quá đẹp. Đúng, quá bức xúc. Thấy Hồng Loan thấy thương quá. Thấy Hồng Loan thấy thương. Ây, chút tôi có được lên không? Đọc dạ, được luôn. Lên hết rồi. Chị đi mấy người chị? À, về có hai mẹ con nè. Hai mẹ con. Ừ. Việt Kiều Đài Loan. Chồng mất rồi. À. Chồng mất nay năm rồi. Ê, để tài sản cho tôi rất là nhiều nha. Dạ. Nhưng mà con ổng không có dám chí vô ạ. Dạ. Không dám chí. Hồi đó tôi chưa có qua Đài Loan hay là chồng tôi có mua cho con gái ổng một để đứng tên thôi nha. Nhưng mà bây giờ tôi qua nó vẫn để lại cho tôi luôn. Thôi ba chết rồi ở nhà đó con đưa cho dì luôn để nuôi em. Nhưng mà ba nó vẫn để là mấy căn nhà cho tôi nha. Yeah. Nhưng mà con ổng không có vô dành nha. Không có dành một đồng nào hết luôn. Mà vẫn là vui vẻ, không có dành. Thôi vậy thôi ha, cảm ơn nha. Dạ, chị gặp chị Hồng Loan chưa? Gặp rồi, trời ơi, chị thương quá ơn. Chị chắc có chụp hình không? Chị vô chị gặp chị Hồng Loan cái tình chào. Hình như nó cũng sợ quầy nó. Dạ, không có, không có. Không có. Chị ôm chị Hồng Loan, chị ôm cái nữa chị về đi chị. Chị cầm 1 triệu để mua hàng ủng hộ Hồng Loan. Không, Hồng Loan có Hồng Loan đó không ạ? Hồng Loan có khách, hồi nãy có gặp Hồng Loan rồi. Yeah. Bởi vì tôi nói không phải tôi xuống xe là mình phải chạy lại tới liền là được rồi. Yeah. Tôi ôm nó cứ nhắc cho tụi thấy thương quá, thấy thương Hồng Loan. Cô xài hết được. Thích vô đây hả, thích là mua là mua ủng hộ. Dạ. Mua bao nhiêu cũng không sao hết. Hôm nay chị Loan có cái logo mới rồi, chị có thấy chưa? Vậy hả, logo gì? Logo của tên có logo của chị Hồng Loan với bé Buôn. Vậy hả? Cái logo này mà đồ ăn vặt dán cái logo. Cái thương hiệu bánh hàng á. À, có thương hiệu mà có dán lên. Đâu cô lấy của cô hả? Đúng rồi. Đúng logo đó là logo đó. Thấy thương quá chừng thương luôn. Cái bịch có không chị? Trên bịch có không chị? Trang cái bịch có không chị? Chưa dán. Ở ngoài thôi đúng không? Cô cầm 1 triệu để mua hàng ủng hộ Hồng Loan này các bạn. Chị xài hết rồi, chị ghé qua ủng hộ chị Hồng Loan nữa thì chị bị nước cũng được nha. Ừ, đúng rồi. Qua nữa. Qua nhiều lần mình ở gần bà con đó mình kêu tới ủng hộ chị Hồng Loan nha. Thấy thương Hồng Loan quá. Ôi thương Hồng Loan lắm luôn. Ồ bên ê, nhiều người đi Đài Loan ha. Người ta thấy Hồng Loan vậy ha, đứa nào cũng nói chủ thấy Hồng Loan thấy thương quá, thấy Hồng Loan thấy lơ thương quá. À, của ba người ta mà sao lại đi dành. Dạ. Người ta nói vậy ha, không có được. Trời ơi. Thấy thương quá. Dạ, chào cô. Cô đấy muốn hàng. À, tôi thích quay, tôi muốn quay. Tôi muốn quay, tôi mới về thì Việt Nam, tôi muốn quay. Dạ. Từ Đài Loan. Tôi muốn quay nên tôi mới về nên tôi quay lên. À. Đài Loan là Ní Hào. Ờ Ní Hào. Ní Hào má. Ní Hào. Hánh Hào. Ní Hào. Hánh Hào. À Ní Kiêu sản phẩm miền chứ. Qua. Qua chứ chứ cơ sông chim chứ. Sông chim chứ. À quảng chim là chiên, quảng chim là chiên là cục vàng đó. Qua Kiêu A Quy. A Quy. Ní Hào. A Quy. Ní Hào. Ní Hào. Tiếng Việt là gì? Ní Hào, Hánh Hào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Mì chay mì chay Thái quan tôi chiều là khoai ớt sữa nền nè. Khoai ớt sữa nền. Khoai tiêu dân của khăn chứ cơ Hồng Long tiêu dân ở bộ. Bộ cần phải hủy lại. Chị khăn mì mê tiêu dân của cần phải hủy lại phòng. Phòng sáng tha. Xia 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 xia. Miễn nền miễn nền. Miễn nền. Nói là chừng nào chị về cho. Qua năm. Qua năm miễn nền là ngay qua năm nay năm sau nó giờ chị quay lại vì năm qua Đài Loan chị. Hả? Bây giờ chị quay lại Đài Loan. 18. 18. Tới 18 tay bay à. Tại vì quá bức xúc về sớm. Về tại vì công việc ở bển mà bận rộn đó. 18 tay mấy năm mấy là. Miễn nền này chị xoay à. U sứ xoay. Xoay 50 tuổi. Hôm nay chị 50 tuổi rồi cũng nghe. Ôi, bữa nay chị vui quá chị vui. Chị trẻ quá đấy ạ. Rất là tự hào đấy chị ạ. Chị chấp thấp được và vui quá chừng vui luôn trời, về đây gặp Hồng Long vui quá chừng luôn mà đều không gặp, không có quay được. Bây giờ em cũng chờ như Hồng Long quá trời. Ê, không, Hồng Long đang tiếp khách ở trên lầu. Nhưng mà vô vừa vô là mấy anh không chịu vô nữa, quay liền cho tôi ôm Hồng Long. Tôi có chụp hình. Bây giờ mình chờ chị Loan ra, mình ôm chị Loan. Long bây giờ không xuống đâu, giờ Long đang bận. Thông cảm cho nó đi. Không, tôi có ôm Long đùi rồi quay, không được, không sao. Chị 50 tuổi, sao mà trẻ vậy? Ở Đài Loan lại có cái chi hồn tạp ở Việt Nam. Đúng, chị, đúng. Này em thấy chị, em nói trắng hoa được không? Nói được à, được rồi, nói đi. Nói đi. Em đi đi sẵn quân quà sẵn không? Sẵn quân? À, nó hỏi gì vậy? Người này em hỏi rồi. À, chị dân chưa hào là mà. Chị dân chưa hào là. Thế là hào. Chị ăn hào lợi. Thì có nhiều từ thì em không biết, nhưng mà những cái từ là lạ em không biết đâu. Quên. Mấy giờ? Chào mừng. Quên. Nó không có giống cái tiếng của Đài Loan nhiều. Nó cũng hơi xa, có chữ này nó giống, có chữ nó không. Ông nói cái từ hỏi là vẫn không phải, từ quên là mới hỏi đúng không? Quang. Từ quên là quang chi. Em học từ phổ thông là quên. Quên á. Ừ, vậy đi nha, hỏi cảm ơn nha. Bye bye ha. Bye. Chúc chị nhiều sức khỏe nha chị. Đây, tôi coi ở trong Facebook nè, sao thấy có ai mà nói chuyện nè. Nói chuyện thấy thương lắm nè. Hình như là cái tiếng của em hả? Tâm sự khó. Hình như là cái tiếng của em nói chị. Nghe cái kiểu dễ thương sao đâu á. Cảm ơn chị nha. Chị có nghe kêu xem kênh Bảo Yêu Thương TV không? Hả? Bảo Yêu Thương TV có xem chưa? Bảo Yêu Thương TV. Hình như là chưa coi tới. Chị xem nhiều lắm. Chị có xem HB 76 Vlog không chị? HB 76. Hình như là cái gì cũng có coi phải, mà như kiểu như không có phân biệt là cái đài nào hiểu không? Cái kiểu như Facebook và YouTube cũng có hết chị. Mình chỉ vô là chủ yếu coi Hồng Long coi có giành được tài sản không, có được chủ quyền không. Hồng Long mà được chủ quyền là tôi vui lắm rồi. Vậy đi. Vậy đi ha. Dạ. Em hỏi các chị là chị phải về quê không? Về quê xong bây giờ có nhà cháu ở thành phố lên đây chơi ít ngày. Phải về gia đình luôn. Không, từ hôm mùa dịch vừa về là qua bên Đài Loan là bắt đầu dịch, tới hôm nay mới được về. Đó là nửa năm rồi đấy ạ. Không, dịch này cũng có 3-4 năm rồi chứ. Dịch là 3-4 năm rồi nè. Kết thúc chương trình mới đấy ạ. Hả? Dịch là 3-4 năm rồi. Vậy mùa hè đúng không chị vô đây? Nhìn chị rất ấn tượng, nụ cười chị là tươi trẻ, rất là xinh. Cảm ơn chị nha. Không phải đâu.